ok, hai pha với người bên cạnh nói rằng chúc bạn một tuần mới vui vẻ. Bao nhiêu trong số anh chị muốn trở thành một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp? Bao nhiêu anh chị trong muốn sử dụng Camtasia một cách thành thạo? Và bao nhiêu anh chị sẵn sàng nhận sự giúp đỡ từ tôi? Tôi xin giới thiệu, tôi là Huy Tubi với 5 năm kinh nghiệm sáng tạo video và gần 3 năm kiếm tiền trên lĩnh vực YouTube. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng Camtasia, một công cụ vô cùng mạnh mẽ và vô cùng đơn giản. Với sự giúp đỡ của tôi tin rằng các bạn sẽ sử dụng Camtasia một cách mạnh mẽ nhất và dễ dàng nhất và sáng tạo nhất. Và khả năng của Camtasia đó là khả năng cắt ghép video, xử lý video, chèn nhạc, hoặc là mạnh hơn nữa đó là tách phông nền xanh. Nếu bạn có một nội dung video ở trên phông nền xanh, bạn dễ dàng tách phông nền xanh và ghép với bất kỳ cảnh nào bạn muốn sáng tạo. Ok. Và nội dung hôm nay có 3 phần chúng ta phải tìm hiểu. Đó, thứ nhất là tạo một phiên làm việc. Tạo phiên làm việc giống như bạn mở một file Word, nhưng mà bạn căn lề trái lề phải và nó đúng một cái chuẩn. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ xử lý nội dung cơ bản. Ở phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cắt ghép video, chèn nhạc nền, tách nhạc nền, hoặc là muốn chèn thêm một cái video nào đó ở bên trên, ví dụ như là video về khuôn mặt mình, ở bên trên đó mình bình luận và nó sẽ đóng vào cái thương hiệu của mình. Bước 3 là tôi sẽ giúp các bạn xuất file sau khi xử lý. Ok. Và chúng ta vào việc. Phần thứ nhất đó là tạo phiên làm việc. Đây là giao diện của Camtasia 8.4. Tôi sử dụng phần này vì nó hôm ở lớp khá phổ biến với tất cả các máy của anh chị. Và đây là giao diện. Còn nếu như chúng ta sẽ làm việc với một buổi về 9.0 trở lên, 9.0 Camtasia nó sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều với khả năng tách phông nền xanh. Thì tôi sẽ hướng dẫn một buổi khác. Anh chị có sẵn sàng không ạ? Và bây giờ chúng ta đầu tiên sẽ là tạo một file mới. Ok, chính là phần việc này. Tạo một phiên làm việc. Tạo phiên làm việc, chúng ta mở Camtasia lên và bấm Ctrl N. Đó, tức là khi nó chẳng có gì như này, gọi là một phiên làm việc mới này, trắng tinh này. Ở trách 1 không có gì này. Ở đây trắng tinh này. Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là import media, import, bấm vào đây. Bấm import media hoặc là chuyển phải vào đây cũng để import được này. Ok, import media. Đây là cái nội dung video tôi sẽ xử lý. Ví dụ video này nó dài khoảng 30 giây. Ok. Đây là video chính tôi cần xử lý. Chị ơi, chị đi làm rồi. Đây là cái video camera của tôi. Và tôi sẽ ghép nó ở trên cái hình này. Và tôi cần một file nhạc nữa đúng không ạ? Chị gọi số khác. Tôi sẽ add nhạc. Ok. Music này. Trong cái máy Win 7 thì thường sẽ có các cái mục music này có sẵn này. Ok, vậy là chúng ta có một file cần xử lý, một file nhạc chèn thêm và một file khác có thể ghép vào. Và nếu như các bạn chưa có nội dung, tôi sẽ hướng dẫn một các bạn rất vô cùng dễ dàng để download trên YouTube bất cứ nội dung nào để bạn xử lý. Ví dụ bạn search nội dung về đó là việc cắt machine. Xem có video nào đội nhóm được up lên đây không nào. Cut machine. Mọi người chậm chút, các bạn thông cảm nha. Không có chọn video nào đó ngắn ngắn thôi là ok rồi. Hình như là rất tiếc không có bạn nào up video của cut machine 9 lên đây rồi. Vâng, ok, chúng ta sẽ chọn video để xử lý nhá. Một video của anh chàng là rất là dễ thương đúng không? Trong cái phần tạo phiên làm việc mới, đối với những bạn mà chưa có video thì tôi đang hướng dẫn các bạn là download video từ YouTube về. Còn vấn đề nói về bản quyền video thì tôi đang chưa nói được ở đây. Ví dụ video này có bản quyền không, chúng ta được quyền lấy nhưng thì tôi sẽ nói sau. Những cô gái rất là đẹp đúng không? Đầu tuần mà xem ngày tuyệt vời. Ok, nếu mà chúng ta cần download thì bấm vào đây ạ. Đây là những cái video chúng ta có thể download. Đây là video. Nếu bấm vào đây download là chúng ta sẽ download được video luôn. Còn bấm vào đây là chúng ta bấm vào đây sẽ chọn được file 13. Ok. Đó. Vậy là tôi đã download được file 13 về máy rồi. Sau đó tôi sẽ download một video cấp độ HD, độ nét HD.
Ok, vậy là nếu bạn chưa có video gốc để xử lý, điều đó đã được giải quyết đúng không? Chỉ trong ba nốt nhạc thôi. Là bạn lên YouTube dùng, nhớ là dùng cốc cốc ạ. Anh chị nào mà dùng trình duyệt khác sẽ không đau được đâu. Hãy nhớ rằng phải dùng cốc cốc và YouTube. Đây, tôi sẽ ghi lưu ý này ạ. Dùng cốc cốc để vào YouTube nào theo định dạng của mình mong muốn. Ok, đó. Thì bây giờ tôi sẽ không xử lý những cái file này nữa, tôi sẽ import những cái file mà mình mới download về. Đây, download file download của chúng ta. Đó, đây là video của anh chàng này và video nhạc cũng là nhạc luôn đấy. Ok, vậy là chúng ta đã xong một cái ok, còn một chút nữa đây. Ta kéo một video xuống nào, kéo video xuống trách nhỉ. Ở đây chúng khi đào về ấy, thì họ sẽ hỏi rằng chúng ta là giữ định dạng này của video không, và theo tôi các bạn nên chỉnh theo cái chuẩn mới, đó là 720 này theo chuẩn luôn. Ok, đó, chúng ta có video chuẩn. Bạn giữ chuột ở đây, đặt tay ở đây, giữ chuột, kéo đi kéo lại và cài kéo đúng là dầu thì video chúng ta bắt đầu có này. Ok, đó, ok. Bây giờ chúng ta đã sang làm bước đó là tạo, xử lý một nội dung cơ bản. Ok, bao nhiêu các bạn đã hiểu phần trước và sẵn sàng sang phần tiếp theo ạ? Vâng, xin cảm ơn mọi người, chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta kéo thẻ trên Camtasia rất là dễ dàng, của chúng ta chỉ cần đặt chuột ở đây, giữ chuột trái, kéo và thả xuống đó. Bây giờ tôi sẽ chèn một file nhạc mới, không phải là bài hát này nữa, bài hát nào khác. Giữ chuột ạ. Nếu mà dê vào cái phần mà có vòng tròn gạch chéo này, tức là không đặt được, chỉ có kéo đặt đây thì chúng ta đặt được. Ok, cũng kéo ra đầu luôn. Đó, thì bây giờ tôi sẽ xử lý nào, là ví dụ tôi muốn thêm một cái đoạn video mở đầu cho cái video này thì kéo này ra lùi ra một chút này. Sau đó kéo video mở đầu, ví dụ là cái đoạn này là dùng là video mở đầu. Ok, 30 giây. Đó, tức là khi ghép sát vào nhau, khi chạy hết video này sẽ chạy đến video tiếp theo. Nhưng phần này nó khá là dài, ví dụ là 20 giây mà tôi chỉ muốn 10 giây thôi. Thì mình sẽ dê chuột ở đây, đặt vào cái video muốn tách ra, tức là muốn cắt bớt đi. Ví dụ tôi chọn ở đây thì sẽ là xử lý trên video, đặt ở đây sẽ là xử lý ở đây, và đặt đây sẽ là đây. Tức là tôi phải chọn cái video để mình xử lý trước. Sau đó mình có thể bấm vào kéo cắt, hoặc là cái tách này, cắt này là cắt mất luôn này. Đó, mất luôn. Nếu mà bạn lỡ làm sai, cái này bấm Ctrl Z nhé, phím Ctrl Z nhé, giống như ở Trung Quốc ấy. Ctrl Z này. Còn chữ Z là sẽ quay lại được những cái gì mình lỡ làm sai rồi. Vâng, can trơn cộng rác này. Ok, thế bây giờ tôi sẽ tách video này ra. Đó, tôi xóa này đi, bấm vào video mình cần xử lý và bấm nút delete này, hoặc là chuột phải vào đây sẽ có mục delete này. Và tôi dùng phím tắt thì tốt hơn này, bấm vào đây có chữ delete này, bấm delete trên bàn phím này, delete, sau đó kéo video này tiếp theo. Đó, thế là chúng ta có hai video nó sát nhau. Đó, thấy chưa. Tiếp theo là tôi sẽ xử lý cái âm thanh. Ở đây sẽ có âm thanh file gốc của cái này mà chưa có âm thanh của cái nhạc chèn. Thì tôi sẽ tách âm thanh của cái file này đi, hai cái file dưới này đi để cho một âm thanh mới. Bấm chuột phải vào Edit Audio. Đó, là chúng ta có thể chuyển sang mục Edit Audio rồi. Đó, mình chỉnh video âm cái nào thì mình kéo cái đó thôi. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Ví dụ chỉnh đây là cái này mất luôn này. Ví dụ chỉnh đây cái này mất luôn ạ. Đó, tức là chỉ còn âm thanh của này thôi, cái này để cho to lên hoặc nhỏ xuống là do mình. Thấy chưa? Ok, vậy chúng ta thử thưởng thức một đoạn video của mình nhá. Chạy thử. Ok, điều tôi muốn chia sẻ tiếp với các bạn đó là các bạn nhìn thấy cái video này, có các bạn nhìn thấy những ví dụ trong những phim hành động, người ta có đoạn quay rất là chậm, có đoạn rất là nhanh, và Camtasia này một công cụ
vô cùng đơn giản như có thể làm những điều tuyệt vời đó. Đó, chúng ta ví dụ đoạn này, muốn anh chàng này đạp xe thật nhanh lên, thay vì tốc độ như này, các bạn xem trước ạ. Các bạn xem trước nhé. Bây giờ tôi sẽ cho video này tăng tốc lên, tức là làm mọi thứ nhanh hơn. Các bạn sẽ có những cái sáng tạo mới, cảm giác nó vui nhộn hơn đó. Bấm vào đây. Clip speed 100% này, hoặc cho là 130%, tốc độ đã tăng lên. Đó. Xem lại cùng video này. Vẫn chậm là bởi vì cái video này họ đã làm chậm đi rất là nhiều rồi. Cô làm gì đấy? Chị vào đây chờ em tí. Ok, chúng ta chỉnh speed lên rất là nhiều nữa nào. Ok, vẫn vào đây ạ. Speed ạ, cho 200 đi. Video khách đến nhà. Khách gì? Để khách nhá. Ok, nếu mà muốn chậm đi chúng ta bấm vào đây, vẫn là đó đó. Edit speed ạ. Chị giờ chọn là, các bạn chỉ chọn 50% thôi. Ok. Đó, chậm hơn hẳn nhá. Đó, nếu trong một cái video chúng ta có đoạn chậm giống như là cao trào, xong nó có một đoạn nhai, đoạn chậm tạo ra một cảm xúc sâu lắng, và đoạn nhanh chúng ta tạo ra một cảm xúc nó rất là nhanh, cao trào. Và cái speed này giúp chúng ta làm được điều đó. Em cũng không dám chắc, nhưng mà đi cùng chị thì... Tiếp theo, Camtasia có thể làm gì ạ? Bây giờ chúng ta ở tách video này ra. Tức là chúng ta muốn là ở cái đoạn này thì nó nhanh, đoạn này nó chậm, thì chúng ta chỉ phải tách video để làm ra ví dụ để tách nha. Đoạn này sẽ là rất là nhanh, có thể chỉnh video nhanh. Cho tôi cho 200%. Đó, thời gian của nó sẽ ngắn đi đúng không ạ? Vì cùng là một cái nội dung mà phát nhanh hơn nó sẽ ngắn đi. Bấm vào đây. Chúng ta sẽ có video như này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chèn chữ hoặc là chèn những cái nội dung hướng dẫn vào đây. Chữ giao nước cho em tí. Rồi, đây là gì đây? Đây là cái phần mà mình có thể viết những cái nội dung mình hướng dẫn ai đó cụ thể vào đây. Bấm 2 lần nữa, chúng ta sẽ để viết chữ này. Kéo đâu này. Đấy. Viết chữ này. Xem câu làm gì. Đã viết gì đâu mà đây là tôi, hoặc là mình có thể viết website mình vào đây. Những cái sao tôi túi thần kỳ nên ok, gỡ chữ ở đây chỉnh được ạ. Đấy, em đang làm video hướng dẫn mọi người sử dụng cái phần mềm xử lý ảnh video đó. Đây là cái thời gian hướng dẫn, vâng, đó là em lại để làm những cái video mà tặng mọi người gì đó. Đó, mình đã dịch đây, ví dụ thời điểm xuất hiện nó ở đây, hoặc là mình có thể kéo ra thời gian xuất hiện nó, đập trở đây là kéo đó, là kéo hết cái video này luôn thì nó ở hết luôn. Cái bước nữa là mọi người có thể chèn thêm được cái phụ đề, bấm vào đây, more caption. Đó. Được rồi. Ok, đó là chạy phụ đề ở đây nhá. Rồi, các bạn có thể kéo dài, kéo nhỏ, kéo ngắn ở đây. Thì ví dụ ở đây là cái hình ảnh nó dài hơn cái âm nhạc đúng không? Chúng ta có thể bớt đi. Bấm vào đây. Kéo lùi vào, vậy là bớt được rồi. Vậy là chúng ta đã có những cái gì? Âm nhạc mới, hình ảnh mới cắt ghép được, các bạn hiểu chưa ạ? Thế bây giờ hướng dẫn một các bạn thêm một điều tuyệt vời nữa. Đó là mình có thể ghép cái video mặt mình như này ạ. Vâng. Nhưng mà không một. Khả năng mình đăng
đấy nhá, đây bây giờ đây là video cam của mọi người, là mọi người đến đây đây, ok. Video này em quay khá là ngắn nên là sẽ là ngắn, mình bấm đây để cho nó dài hơn nhá. Vẫn là chỉnh speed nó đi, chỉnh speed xuống này nó sẽ dài hơn. Đó, đây là video của mình. Đó, mặt mình hiện đây rồi. Ok chưa? Đấy, ví dụ là mọi người có đoạn video dài hơn thì nó sẽ như này. Nó sẽ dài hơn. Ví dụ đoạn này không có nữa, mình ghép video mặt mình chén lên trên. Xin chào mọi người, tôi là chuyên gia YouTube. Đó. Bây giờ chúng ta xuất file ạ. Bấm vào đây. Bấm vào tool. Hoặc là upload file. Chúng ta xong cái phần là xử lý nội dung của bản đúng không? Vừa nãy mình đã hướng dẫn các bạn chèn video, đao video ở YouTube xuống này. Sau đó chèn video này, chèn chữ này, chèn một số điều và tăng tốc, giảm tốc cho video. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ là xuất file đúng không? Có chữ product và share ở đây, các bạn chọn đây ạ. Đây là cái chất lượng video mà chúng ta chọn khi xuất ra. Vâng, đây 720 nhá. Sau next. Next đặt tên video ạ. Finish. Ok, vậy chờ thôi, chúng ta hưởng thụ kết quả của mình. Hai mẹ con đầu tuần rảnh nhỉ? Rảnh từ giờ đến thứ 6 nhá, sáng nào xuống đấy. Xuống làm gì? Vẫn là vấn đề. Cháu nào hay là cả chị á? Cả chị cả nó. Chị xuống làm gì? Xuống đi học. Doanh nhân đi học phải trả phí. Vậy em chỉ thích đào tạo cái trẻ thôi, chị đào tạo hết tuổi rồi. Mày hâm à? Bây giờ chị đến vì mới đi học quản trị kinh doanh đấy. Ai? Anh Thịnh đi ạ? Anh Thịnh ạ? Thế sao không chị đi sớm đi? Bây giờ chị muộn giờ mắt khó kém không đọc được thì ta nhìn sai. Rồi, ok. Nói chung là học cũng không bao giờ muộn đúng không? Còn gì? Chị ra không? Chả thế. Đâu tay cả? Hai tay nào, đưa tay cái nào, đưa năng lượng là gì không? Quyết tâm đấy, quyết tâm đấy. Bây giờ á, nếu mà mình ngồi đấy, mình không học ở đâu, đúng không? Thế học giờ mình như nào? Thì mình phải cảm giác là năng lượng cao. Năng lượng phải cao, đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ nhá, ok như này các bạn này. Riêng cơ, bây giờ phải lạc đổ thêm lực lực cho này. Thế bây giờ nếu mà chị ngồi này, nếu mà cảm xúc của mình này, nếu em là cảm xúc này, có trạng thái có thể ảnh hưởng cảm xúc không? Chị ngồi này, chị hôm nay chị muốn đến học quá, rất là thích học. Chị tuổi này già rồi, chị cũng không học, chị thì không bao giờ muộn, đúng không? Ok, đấy em muốn dẫn chị là cái trạng thái có thể là ảnh hưởng cảm xúc của chị. Bây giờ chị đứng như này kiểu chứng tỏ thôi, người ta hứng từ sáng rồi. Ok, thì em đang nói với chị là cái cảm xúc là cái rất quan trọng để bắt đầu mọi thứ, đúng không? Bây giờ nếu chị đứng liên tiếp một lần thôi, rất là thích không đi học được một năm. Ok, đợt hai cái này chị thấy bao không phải bắt đầu với cháu nào chị có thể nhớ đâu. Quan trọng nhất là các tuổi này nó phải, vì nó thời gian để nó vận dụng nhiều, chị phải học cái khác. Nhưng mà chị không mang máy tính xuống. Không, không, không cần máy tính. Chị học những cái gì mà đơn giản thôi. Cái gì mà khó quá chị không học được. Lướt Facebook.